mà lâm. Hai anh em thân mến, đây là một nhân văn học xa lạ gì. Bố mời cha du xe đây, cha sở phong mỹ về đây thì có nhiều lý do. Thứ nhất là ngài có một cái quá khứ có thể nói là xương máu chết sống của chúng ta từ thời mà cả nổ đi những cái con đường mà các bụi ham đó, rồi vũ thính, rồi ở trong giai đoạn đầu của họ đạo này anh em cũng biết rồi, họ đạo một trong cái giai đoạn mà tên tối tên sáng, rồi nhà miệng nhỏ rồi mới làm lên cái hình ảnh mà đẹp nhất mà mình còn ấy một trong trí là cái hình ảnh ngày mà cầm mà cái lo kêu mấy cái nhỏ vận động mấy cái nhỏ đội cát mà nó khí thế đó mà để quay lên. Nói chung là ngày có nhiều kinh nghiệm và là một trong những anh em thích thiết lắm, thích về vấn đề những bài học sách vở và đồng thời áp dụng vào cuộc sống. Cho nên hôm nay mặc dù ngày bệnh nhưng mà đỡ nhiều rồi, hôm nay dành thời gian đến với chúng ta để nói chuyện với anh em, luôn nóng thần với anh em, gắn kết anh em với một cái những cái lời lẽ, những cái bài học mà ngài có thể nói là rất là kinh nghiệm trong thời gian ngài dùng kinh nghiệm từ tuổi tác, kinh nghiệm từ cuộc đời trôi dạt nơi đây nơi kia đủ thứ chuyện. Dạ, để bắt đầu mời tất cả các em cho trọng tay lớn nữa. Một trả lời trước thì cũng đã xin chào với chủ nhân trong sa mạc. Đây là thời điểm ta chủ nhân trong sa mạc. Sa mạc thì nó gắn kẽ trong quan du, nhưng mà trước khi mà chúng tôi xuống ba bốn năm thì mình sẽ được ngài chủ nhân sa mạc và cái chuyện tiền hôn của ngài chủ nhân sa mạc. Dạ, và lúc này cũng như còn hai tuần nữa thôi là sẽ được quy định cứ theo sư mình chủ nhân trong sa mạc. Mình tìm lại một cái thứ như là khó. Các bạn là hai rất nhiều. Không biết cái này thương hay ghét nữa là ghét. Không biết rõ, đau lên, đau xuống, đau lên. Thôi, nghe muốn nói thì... Nghĩa là anh em mình nhận có truyền thông đau thường. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi đến với anh trong một cái kinh tế hoàn toàn khác. 7 năm ở Hạ Long, 10 năm rồi Hạ Long cũng là 17 năm. Đây là tiêu chí lớn nhất là cùng nhân dân sa mạc luôn là người sống. Kiến dân của mình, anh em hiến dân cho tôi cũng như được. Và các bạn đã tâm tưởng với dân mình. Còn anh em không có dân thì cũng như không có dân thì cũng như thế. Chúng ta là quý vị, chúng ta xin lỗi cho chúng ta. Tôi có xin ý ra sở đã qua
là anh muốn em chia sẻ đấy, thì anh làm ơn và phước đánh quay cái đề tài. Bây giờ không biết đề tài thì làm sao mình chia sẻ đây? Thì ngài nói với tôi là tùy em, tôi là hai người em có mẹ bị đề sầu cha con có bị bất lòng cảm năng chịu là lý do là mình không có biết cái độ tình của anh em. 10 năm qua nó làm sao không biết, nhưng mà lúc nãy khi đi xe đi vô cái khu vực này dẫn thấy hình ảnh không biết là cũng vô cùng quen nhau rồi vô cùng này thế này cũng cũng rất lo lắng, thì mình yên tâm rồi biết rằng đó là chúng ta có một cái xin lỗi nha, là tại vì mình hoa cái ngày này cho nên thiếu sự rõ. Bây giờ chúng ta là 8:45 là đúng giờ là chúng ta sẽ theo cái bài chia sẻ. Về 9:45 hoặc trễ hơn là 10 giờ thì chúng ta sẽ đi giải lao 10 phút. Sau đó tôi cũng nên cho không phải là tôi giải sĩ là tiến sĩ như bố nói đâu, nhưng mà mình cảm nhận được trong cái đời sống anh em là những con người đặc biệt được Chúa chọn để cộng tác với lại tất cả các tử ở tại đây, tức là cha sở, cha phó và các thầy. Thì mỗi một dịp tĩnh tâm anh em ở nhiều chỗ sức thì ta phải mở ra tĩnh tâm, nhưng mà ở tĩnh tâm thế giới hoặc là giới gia trưởng đang giới hiện nổi trong tôn giáo trên thân sinh tại thế, hoặc là tiếp tục coi là thiên nhiên thân thể rồi để sinh được ca đoàn, họ có những cái tình tâm riêng gì rồi tình tâm gia đình là lão niên gia đình trung niên gia đình mới lập rồi giới trẻ năm mới. Nhưng mà chúng ta ở đây là chúng ta chỉ có điều kiện có đây thôi, nó cũng là một cái đáng quý của mình rồi. Mà mỗi một việc chúng ta thì giáo hội mời các tín đồ đặc biệt là hãy vào sau này, tức là trở về trong cái sự thinh lặng, trong cái sự suy nghĩ, trong sự cầu nguyện, giống như ngôn sứ Gioan thì không đã lui vào trong cái nơi vắng vẻ của sau này để mà trước khi ngài thực hiện cái chức năng của ngài là giới thiệu đến thế giới bây giờ và là phép lực cho họ. Nhưng mà anh chị anh em nhớ rằng cái phép lực của Gioan không giống như phép lực của Đức Giêsu. Phép lực Chúa Gioan là phép lực sản phẩm Chúa Giêsu ban ngày thì ngày đại dạy ngày giữ bình, nhưng mà mỗi tối của Chúa Giêsu trong 3 năm suy nghĩ thì ngài luôn luôn đi lên đến đỉnh cao của mình để làm vừa là để chìm vào trong thực tại để nấu cơm với Đức Chúa Cha để tìm sự lực cho ngày hiện tại để tiếp tục thành được cái sự nghiệp. Thì anh em tôi mình cũng vậy, bởi vì Thánh Mô Sê ghi rõ chúng ta là lúc trời còn tối mịt ngài đã về đi ra một nơi quan nhân để cầu nguyện, hoặc là trước khi Chúa Giêsu quyết định làm một việc gì quan trọng thì luôn như chọn 12 tông đồ thì cũng ngay lúc tối đó Chúa cũng đã nô thức xuống lên cầu nguyện của thiên đàng để chọn để cứu cho mình, nhất là trước cái cuộc khổ nạn kinh hoàng thì Chúa Giêsu cũng giao nhận cái dòng tâm thanh lặng để nhìn được cái nhân tính và cái thiện tướng phải chọn như vậy. Cái nhân tính thì nó dùng ngài là đại gia xin các con khỏi uống chén, nhưng mà cái thiên tính của ngài khỏi nạn, nhưng mà xin đừng theo như con khổ đau của cha một chút xíu nữa tôi sẽ triển khai anh em đang có cái tâm tình này là mà đã không hay. Có những người làm là con đồng giáo sư 10 năm, 5 năm, 7 năm nhưng mà mình không nắm được cái này, cho nên đó cái vấn đề là họ chẳng nhau á, có nhớ cái năm mà cũng ai là cũng muốn làm là đã ai muốn nghe cái gì đó là quan trọng, mà mỗi người cũng biết cái hiện thân mà nó bị hư hỏng đó
nghiệp này. Trước tiên anh em phải biết rằng nghe nhau rồi phải biết tôn trọng ý kiến của nhau, rồi phải biết đồng tâm hiệp lực lựa chọn với nhau ý kiến nào để biết tôn trọng, rồi phải biết tham khảo ý kiến của mình với nhau. Rồi kế đó những ý kiến của mình đặt vào lại rồi đưa lên nó sẽ được có để xem cái này nó biến như thế nào, chứ không phải là cái ngày mình ta không cái sao có không thế nào làm vậy. Mình không thể nếu không có những cái chúng ta đó là từ từ sống từ 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 và hơn hai ngày là tôi rồi. Cái quan trọng là phải chú ý sớm không ai nghe cái sợ luôn. Hồi nãy giờ anh em có ý nói về gia đình thì cũng có đặt những câu hỏi cho anh em, ví dụ như về gia đình thì bây giờ sự nghiệp không những các gia đình không phải là hiện nay gia đình có nghĩa làm sao nó còn không, thì anh em thì có cách nào giúp để cố lắp lại cái cuộc sống của mình đó là lúc nào phải nói với con, tôi là nói với số của mình khi tôi về thì tôi sẽ có nghĩa là ông mất rồi, nhà mẹ của ông còn sống, ông vẫn còn sống, và bà cũng như vậy, chân cho ông sống. Cái bữa đó, tôi em cũng đã được rồi. Khi gia đình nhà mà cầu tôi nhổ cái người thân của mình, ở dưới nhà tôi cũng không được đưa lên. Cái nét đẹp quan trọng
nhau, hãy thông cảm cho những cái bé phí quyết với nhau, đừng có tán nhau, có cái gì không hài lòng với nhau thì mình có cách tiếp cận hoặc là nhờ anh em thật thà cho vui lòng nhiều anh em, tại vì cũng cho những cái đó hãy là bán nhau bán nhau chứ đừng mai với mai. Nhưng mà chúng ta có cùng một nét đẹp đó là chúng ta là những tổ chức giữ được để cho họ đang sống trong những tổ chức giữ được chính là đẹp. Cho nên tôi mong rằng trong những tổ chức giữ gia đình, giáo sư sẽ được tốt cả đạo nhưng họ là người bạn sẽ nâng đỡ sẽ giúp chúng ta có một công tác có thể khỏi kiện và có thể khỏi tổng hợp nhau. Giờ đây chúng ta cũng nên cái tâm thần của chúng ta xin Chúa nâng đỡ để sự vui lòng của Chúa giúp chúng ta sống tốt đời và đạo. Trời cao lên đôi chân xuống đất, và ngàn mây hãy mưa lên trời. Trời cao lên đôi chân xuống đất, và ngàn mây hãy mưa lên trời.
Thank you.